Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2024, tại tang lễ Cố Hòa Thượng Danh Nhuôn, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch danh dự Hội đoàn các sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang, trụ trì Chùa Kh Lan Ông, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, Đoàn tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các ban ngành do ông Nguyễn Lưu Trung, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn đã đến Chùa Kh Lan Ông thắp hương tưởng niệm. Đi cùng đoàn còn có ông Danh Phúc, tỉnh ủy viên, trưởng ban dân tộc tỉnh, ông Lê Văn Núi, trưởng ban tôn giáo Sơn nội vụ tỉnh. Tại đây, phái đoàn đã thành tâm thắp hương tưởng niệm nhiễu quanh kim quang ký sổ tang lưu niệm gửi lời chia sẻ đến môn đồ pháp quyến. Đáp lời, Đại Đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Chánh Văn phòng Hai Trung ương gửi lời cảm tạ và tri ân đến các cơ quan ban ngành các cấp đã dành thời gian đến dân hương tưởng niệm đến Hòa Thượng Viên Tịch.